Cháp 19, nhị sư huynh tuy là phàm nhân nhưng rất mạnh mẽ. Hai con rắn nhe nanh độc lao tới với tốc độ rất nhanh, chúng khè khè cái lưỡi rít lên nghe rợn cả người. Nhưng bọn chúng ngay lập tức tắt đài, vì lúc này Tiểu Thành đã bóp chặt lấy cổ của bọn chúng không một chút thương tiếc. Cô tiểu sư muội cũng hốt hoảng mà chạy đến nói, nhị sư huynh bọn muội cũng đến giúp. Nàng ta ở phía bên cạnh kêu lên hào hứng, nhanh chóng cầm lấy hồ lô kiếm trong tay chém liên tiếp chặt chúng thành từng khúc. Xác bé Nag sau khi bị cắt khúc nằm la liệt trên mặt đất, từng khúc bắt đầu nổi những mụn mũ nho nhỏ, máu đỏ rơi lan ra thấm đẫm mặt đất. Thuật tiểu thấy có chút hoang mang tự hỏi, không đúng, cổ trùng này. Lập tức thân xác bị chặt đứt đôi kia liền sống lại biến thành hai con rắn tiếp tục xông tới. Bỗng nhiên có tiếng cười ha ha đầy sảng khoái không biết từ đâu truyền tới vang lên, Tiểu Thành lập tức quay đầu lại, gương mặt trầm xuống. Giọng nói của người kia kiêu ngạo mà lên tiếng, một đám ngu xuẩn trong quỷ độc trận của ta, cổ trùng sẽ bất tử, hơn nữa bọn chúng sẽ tái sinh vô hạn, các người càng đánh bọn chúng sẽ tái sinh càng nhiều. Từ trong màn sương khói kia, một bóng người thoát ẩn thoát hiện, đang liên tục không ngừng điều khiển những con độc xà kia. Chúng nó lao tới phía bọn họ tấn công không ngừng nghỉ. Nhận thấy rằng cứ đánh mãi như thế này không ổn, Tiểu Thành gằn giọng lại, vậy thì giải quyết người điều khiển trận pháp là được. Người kia trong màn sương khói cất giọng đầy thách thức hỏi ngược lại, giết ta, ngươi đến được sao? Ngay lập tức, những con rắn độc kia không biết từ khi nào đã xuất hiện mà bò ở dưới chân Tiểu Thành, chúng cùng nhau lao lên như tên bắn thẳng về phía anh ta mà tấn công. Tiểu Thành không thể lường trước được sự việc, có hơi chút khựng người một cái. Thanh niên nghiến chặt răng chửi vô sỉ, rồi vung thanh trúc chém ra một đường phản công lại bọn chúng. Nắm bắt cơ hội, Tống Ôn Noãn không chút chần chừ nhanh chân chạy ra ngoài, hắn ta vừa chạy vừa kêu lên vui mừng, quá tốt rồi. Tiếp theo không ai ngáng đường ta, cuối cùng cũng có thể đi trùng tiêu lâu lấy. Chưa kịp nói hết câu, cả người Tống Ôn Noãn lập tức bị va vào kết giới vô hình kia một cái rầm, mặt mũi cũng biến dạng đi trông hệt chư bát giới. Kết giới vô hình kia lập tức bật ngược trở lại, khiến cho cả cơ thể của Tống Ôn Noãn bị bắn ngược trở lại phía đằng sau. Hắn đau điếng thất thanh kêu lên, ối đau đau. Bất thình lình, một bàn chân tức tốc bước ra ngoài khỏi vòng không gian kim sắc. Đô Ngọc Thư cầm thanh bảo kiếm trong tay đi tới, cậu ta hô to đầy giận dữ, Tang Kiều, lần này ngươi chạy không thoát đâu. Một đực kiếm chém ngang trước mặt đầy uy lực làn xương đồng thời cũng tản ra. Nhân ảnh kia bực tức thấy chuyện tốt của mình bị người kia tới phá đám, hắn ta giận dữ nghi vấn hỏi, đám theo đuôi của viện giám sát sao lại quay ở đây. Lúc này người bí ẩn mới lộ rõ mặt ra, hắn ta chính là Tang Kiều, người Nam Việt Quốc. Người thần bí mà Tống Ôn Noãn gọi liên tục là Tang Kiều. Hắn hừ lạnh, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn bắt ta sao, kiếp sau đi. Nói rồi hàng loạt những con quái rắn của Tang Kiều cũng theo đó lập tức xông lên tấn công Đô Ngọc Thư. Đứng trước sự tấn công mãnh liệt đó, Đô Ngọc Thư không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào, ngược lại cậu ta còn tham chiến hơn. Trần Đô Ngọc Thư nhanh chóng dùng thanh kiếm của mình mà chém gọn những con rắn kia, chỉ với hai đường kiếm đã khiến chúng đứt đôi thành từng khúc nhỏ. Cậu ta cất giọng nói, bắt ngươi thì không gấp. Tay thì liên tục chém nhưng mắt không rời khỏi tên Tang Kiều kia chút nào. Cậu ta lên tiếng chỉ là muốn thu hút sự chú ý của Tang Kiều. Nghe thấy những lời này, Hứa kia chợt hiểu ra chuyện gì có dự cảm không lành. Hắn ta ngay tức quay đầu về phía đằng sau hét lớn, không hay, phàm nhân đó. Phán đoán của Hứa rất chính xác và được Thuật Tiểu Thành tặng ngay một cú đấm si va vào má phải, khiến mặt bị méo sệch đi cái mỏ chẳng khác gì xê cô. Sau cú đấm này, Tang Kiều ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự, hai mắt chỉ còn tròng trắng. Còn Thuật Tiểu Thành sau khi ra tay xong vẫn chưa thể làm thỏa mãn sự tức giận trong lòng, anh ta cau mày nhắc nhở, có bản lĩnh thì nói hết câu đi. Câu nói vừa dứt, một tiếng bốp vang lên khá to, một cước thần sầu của Nam Chính sút vào bụng Khứ kia. Cú đá được căn chuẩn một cách chính xác, lập tức Đô Ngọc Thư nhanh chóng bắt được Tang Kiều. Đô Ngọc Thư chẳng hề nao núng mà thả ngay cái Khứa Tang Kiều này nằm úp xuống đất, một chân đè chặt xuống lưng hắn. Xuống ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, 10 điểm dành cho Thuật Tiểu Thành. Nhị sư huynh của cậu ta vẫn mạnh như vậy. Đô Ngọc Thư đáp lại đầy hào hứng, sau khi hạ được một đối thủ coi như cũng được coi là khá nặng ký kia. Cả hai huynh đệ túm tụm lại một chỗ, Thuật Tiểu Thành nói rằng, cảm ơn thuốc của ngươi, quỷ độc trận đó thật sự là phiền chết đi được. Nói rồi ánh mắt bọn họ cùng nhìn về phía xác của mấy con bé na đó. Nó đang được thuộc hạ Đô Ngọc Thư đổ thuốc lên tiêu diệt tận gốc. Sư Linh Linh và Đại Cường cũng nhanh chóng chạy đến gần phía hai người bọn họ, cô ta lên tiếng khen ngợi, các sư huynh biểu diễn cũng quá lợi hại rồi. Đại Cường cũng theo đó hưởng ứng cùng mà nói rằng bên đó càng đẹp trai hơn. Sau đó Tống Noãn hoàn toàn sụi lơ cán cuốc bị những thuộc hạ kia lôi đi. Đô Ngọc Thư bấy giờ mới hướng ánh nhìn về phía bọn Sư Linh Linh. Đô Ngọc Thư vui mừng giới thiệu cho ẻm biết, đây là trừ trùng do Thất Thất sư huynh đặc biệt chế tạo. Trước khi ta ra ngoài đã xin huynh ấy, hiệu quả đương nhiên tốt. Lúc này Sư Linh Linh mới thấy người kia trông thật lạ mặt, cô ta ngạc nhiên cất tiếng hỏi, nhị sư huynh vị này là? Sư Linh Linh chưa kịp nói hết câu, Đại Cường đã nhanh giới thiệu đầy đủ thông tin, ta giới thiệu cho cô một chút. Vị này chính là lương tâm còn lại của Khởi Phong Cốc chúng ta, bát sư huynh của cô, tên Đô Ngọc Thư. Trong đầu Sư Linh Linh nghe thấy vậy, liền cố gắng ghi nhớ người đang đứng trước mặt là Đô Ngọc Thư, bát sư huynh của Khởi Phong Cốc. Đại Cường nói tiếp, bây giờ đang làm việc ở sở giám sát số 5, thường được gọi là thợ săn, chuyên điều tra nhiều vụ án khác nhau liên quan đến yêu tộc.
Sư Linh Linh nghe thấy những thông tin này thì khó hiểu vô cùng, vì kỳ thực chính bản thân cô ta cũng không biết nó là gì. Ẻ ngơ ngác nói lẩm bẩm trong miệng, viện giám sát vậy chẳng phải là Bạch Lai sư huynh. Lời nói của Sư Linh Linh tuy nhỏ, nhưng đủ để có thể cho những người đứng ở xung quanh cô ta có thể nghe thấy. Và mới nghe đến đây, khuôn mặt Đô Ngọc Thư bỗng dưng phùng mang cá lại. Trong bụng lập tức trào ngược dạ dày, đẩy lên cơn buồn nôn bất chợt chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Đô Ngọc Thư lập tức quay mặt lại cho chó ăn chè ngay và luôn. Sư Linh Linh đứng kế bên nhìn thấy thì ngạc nhiên vô cùng, liền lo lắng hỏi thăm bát sư huynh sao thế. Thuật Tiểu Thành dùng bàn tay vỗ vỗ vào lưng Đô Ngọc Thư cho bớt khó chịu, đồng thời giải thích hắn đây là bệnh cũ bởi vì không ít lần bị Lão Lục nhằm vào. Vì vậy nghe đến tên Lão Lục là sẽ buồn nôn. Đô Ngọc Thư ngước lên lấy tay che miệng ngại ngùng lên tiếng, ngại quá, có nhị sư huynh và tiểu sư muội ở trước mặt, ta lại mất bình tĩnh như vậy. Ui da đau bụng quá. Sư Linh Linh hoang mang tự hỏi trong lòng, Lục sư huynh rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Bất chợt đằng xa có tiếng bước chân người đi tới. Tông chú Phù vác cái mặt tới cùng với hai vị trưởng lão. Hắn hớn hở tới gần phía bọn họ gọi lớn, Thuật huynh, ta biết ngay huynh quả nhiên là đứng ở bên chính nghĩa. Thuật Tiểu Thành dương ánh mắt nhìn Tống chú Phù như đám sâu bọ ngoài kia, anh ta lên tiếng than thở trách móc, các ngươi đến muộn một lát sẽ có thể ăn sáng rồi. Nhưng tên kia nào đâu có để ý những điều đó đâu, hứa hớn hở thông báo trên đường đến đây, chúng tôi tình cờ gặp được mọi người từ đội thứ 5 của viện giám sát đến Vọng Nguyệt Các để giải quyết vụ án. Ta nghe nói bọn họ cũng là đến bắt tên Nam Việt Quốc đó, còn quen biết Thuật huynh. Những lời nói bốc phét kia của Tống chú Phù làm thanh niên nhà ta khó hiểu vô cùng, trong lòng anh ta thầm coi thường ngươi hiểu cái gì. Được nước lấn tới, Tống chú Phù hứng khởi lên tiếng bày tỏ sáng kiến của mình, ta hiểu kế sách của huynh, huynh nhất định là cố ý đánh ta, mượn cơ hội lừa lấy sự tín nhiệm của Tống Ôn Noãn, sau đó cùng với mấy vị đại nhân bên ngoài nội ứng ngoại hợp, bắt Tống Ôn Noãn và tên Nam Man kia trong cùng một đợt. Thuật Tiểu Thành lập tức xua tay, khuôn mặt đầy ám ảnh ra sức chối từ, hắn bảo khứa kia, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta hoàn toàn không biết lão bát xuất hiện, ta chỉ là muốn lấy long chảo hoa, sau đó thuận tiện tẩn Tống Ôn Noãn một trận rồi đi. Thanh niên lên tiếng ngạc nhiên, lời còn chưa nói xong sao người đột nhiên biến mất vậy. Ở phía bên kia Tống chú Phù ngồi ủ rủ, những lời nói của Tiểu Thành như bát muối ớt sát vào vết thương lòng kia. Hắn khẽ thở dài than thở, thì ra thật sự không phải vì ta. Sư Linh Linh cũng tới gần thanh niên bị hắt hủi kia an ủi, quen rồi sẽ tốt thôi. Trong khi đó, Đô Ngọc Thư vừa uống đan dược vừa lên tiếng giải thích, đệ là vì Tang Kiều mà đến, hắn ta là nghi phạm quan trọng trong một vụ án mà đệ đang điều tra. Đệ đã lần theo dấu vết của hắn vài ngày trước, và tình cờ hắn ta có liên quan đến vụ việc ở Vọng Nguyệt Các. Vì nghe nói nhị sư huynh cần đến long chảo hoa, lúc đó đệ còn nghĩ tiện đường ngắt một đóa, kết quả bọn họ nói long chảo hoa đều bị đốt rồi. Thuật Tiểu Thành chống cằm mà suy đoán, khoảng thời gian trước nghe ngóng long chảo hoa là ngươi, vậy sao ngươi không ở lại Vọng Nguyệt Các? Đô Ngọc Thư thở dài nói, đừng nhắc nữa, Tang Kiều dùng manh mối giả để xáo trộn tình hình, dẫn đến bọn ta cho rằng hắn sớm đã chạy thoát. Sau này mới phát hiện bản thân tìm sai rồi, may mà giữa đường quay về gặp được Tống chú Phủ. Bọn họ đã nghe nói chuyện của nhị sư huynh, đây đại khái chính là duyên phận. Ngay lập tức Thuật Tiểu Thành ánh mắt lóe sáng lên, dò la, đúng rồi, tiểu tử ngươi ngày ngày chạy bên ngoài, hay là ngươi thay ta hỏi thử Đại Chu Quốc, không cả Đại Lục Cửu Châu, còn có chỗ nào có long chảo hoa không? Nghe thấy câu hỏi đầy vô lý kia, Đô Ngọc Thư lập tức lên tiếng chối từ, nhị sư huynh đừng như vậy, ta còn có công vụ trên người, lấy chức quyền làm việc tư là không được. Bất chợt tiếng những tên thuộc hạ la lên thất thanh, thông báo khẩn, hỏng rồi Đô đại nhân, khiến cả hai người đều ngơ ngác quay nhìn lại. Tống Ôn Noãn kia giờ đây chỉ còn là một con mộc nhân ở trong tay hai tên thuộc hạ kia. Bọn họ mặt mũi xanh mét như tàu chuối, xin thưa trưởng tử Tống gia đột nhiên biến thành như vậy. Đột nhiên ở phía bên cạnh có tiếng cười vang lên, ha ha, ngu xuẩn, Tang Kiều nhếch miệng cười khinh bỉ, cố ý lên tiếng cao ngạo thách thức, ngươi không phải tự nhận là nhìn thấu chân tướng của lão các chủ sao? Sao lần này không nhìn ra thuật khôi lỗi của ta? Tức thì Thuật Tiểu Thành chẳng nói chẳng rằng xách lấy người đại cường lên không chút chần chừ gì mà đáp lại rằng, ta cần gì phải nhìn thấu? Không có long chảo hoa ta còn có đại kế tụ khí, nói rồi anh ta túm lấy hai tay của đại cường làm mặt xấu tiêu khiển, ra lệnh đại cường đi Trùng Tiêu lâu đêm nay. Thuật Tiểu Thành, ta phải sáng tạo cơ hội nhất dạ phi thăng. Đã kết thúc tập 19 của bộ truyện tranh Nhị Sư Huynh Tuy Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh Mẽ Rồi. Các đạo hữu sư huynh sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu sư huynh sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé.